người. Hôm nay Thảo xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất được gọi là gần như là hoa hậu của dự án Central Avenue. Thì lô này là nó có tổng diện tích là 132 m². Diện tích này thì không biết điều. Thật là đường 24 m. Phía thì mỗi bên là 3.5 m. Mức diện của cái đường này là sẽ làm một dãy công viên, và phía xa xa đây là khu cánh đồng và về hướng về thành phố Quy Nhơn. Quay lại về lô đất thì lô này thì đối với anh chị mua để đầu tư cũng như là xây các cái công trình như quán cà phê hoặc là nhà hàng để chuẩn hội thì quá tuyệt vời. Đây còn một mặt tiền bên hông của lô đất này thì về khu công viên cũng như là khu quảng trường ánh sáng. Đây anh chị, đây là trong này, khu này sẽ là quảng trường ánh sáng này chị. Tiếp theo là ngoài quảng trường ánh sáng này là cũng là một khu địa hình 3.5 m và xung quanh là tuyến đường 24 m luôn anh chị. Thì anh chị có thể thấy là tuyến đường cực kỳ rộng. Đây thì cái lô như thế này thì hai mặt tiền thì quá đẹp rồi anh chị. Thì lô này thì anh chị quan tâm đến cái vị trí như thế này thì hãy liên hệ đến em Xuân Hảo 079 994 3888. Xin cảm ơn.